Hello, chào tất cả các bác cô chú anh chị của mình nha. Hôm nay là em có hai đơn trầu và tất cả là quế tím với nhạn. Nói chung là mong anh chị ghé thăm và ủng hộ cho mọi người làm. Nên sao là vui nha. Em buồn đau phải vui và sức khỏe dồi dào. Nói chung là chào tất cả các bác nha. Và đơn đầu tiên em sẽ lên cho mấy bác. Và hàng nhạn tháng tư rất là đẹp luôn. Nói chung là giá cũng hợp lý đấy. Nói chung là cái này á, cái nhạn thì nó một là chuẩn bị mùa hoa, hai là nó không héo nha. Cái đơn số 1 là 350k. Đó, 350k. Đó, hôm nay là mấy bác nào mà mua thì rất là hàng VIP nha. Nhạn rất là hàng VIP tại vì giờ là em thì đa số là vào sưu tầm nhạn thôi. Cháu thì không bóp không. Nói chung là cũng tội lan nữa. Cây này thì là 1, 2, 3, 4 cái đợt nha. 1, 2, 3, 4, 4 luôn. Đấy, bản lá to, rất là đẹp lên. Ồ, lên cầu, mấy bác xem này, bản lá to nha. Một cây. Đó, một cây thứ hai. Đây, cây này thì 2, 4, 5, 2, 4, 5, 9 lá. Đấy, rất là đẹp luôn nha. Đó, xuất sắc luôn á. Nói chung là hàng hôm nay là hàng nhạn, hàng xuất sắc luôn. Hai cây là 350k là hàng nhạn tháng 4, hình số 1. Và hình số 2 là 150k cho hình số 2 là có một cây đó, hai cặp, ba cặp lá đó, một cây, hai cây và ba cây, bốn cây đó, năm cây, có cây này thì thân dừa đó, sáu cây đó, cây này cũng thân dừa luôn, sáu cây 150k cho hình số 2 và hình số 3. Hình số 3 thì nó dạng như mitsu nhá, 250k. Đó, tuy nhỏ nhưng mà rất là có vỏ nha. Đó, bản lá to. Đó, to luôn và rất là lên đẹp. Một cây. Cây thứ hai đó, mấy bác cứ xem này. Đó, bản lá to và ngắn. Cái này thì được hai cặp lá. Với đợt là hai cặp lá rưỡi. Đó, hai cây. Và cái này này, rất là đẹp. Đó, vừa đỏ vừa tím. Bản lá to, ngắn. Đó, em này thì được mà hai cặp lá rưỡi luôn. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Nên, nói chung là hàng nào em lựa là cái dàn đó là nó tương đương như nhau ạ. Rất tuyệt vời luôn. Cái này thì hai cặp lá đây. Đó, cái này cũng vậy. Dạ, cười là cái này là mitsu là tới 70% nha. Đó. Cái này nữa đây. Bản đá rất là to. Đó. Lên rất là đẹp và em này nữa siêu lực. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Đó. Em này thì bao phê này. Cực kỳ chất chơi luôn. Đó, 250k cho hình số 3. Và hình số 4 là đai châu nhá. Đai châu bốn đôi nha các bác nhá, 200k. 200k là có một cây này. Cây nhỏ này, hai cây nhỏ này, đó, và ba cây, cây này thì lớn này, là cho hoa rồi, đó, ba cây, và bốn cây, cây này cũng thân dừa luôn, năm cây, cây này cũng đã cho hoa, cho quả luôn, đó, sáu cây, cây này là cây nhỏ nhá, sáu cây, bảy cây, cây này cũng đã cho hoa rồi đây, đó, tám cây, đó, cây này thì cũng thân dừa luôn, năm nay thì cũng chưa cho hoa, đó, chín cây, đấy, năm nay thì cho hoa luôn, héo, héo top nha. 10 cây. Cây này thì héo vẫn ok này. Đó, vẫn đã cho hoa cũ rồi nha. 11 cây. Đó. Và cái này là 12 cây. Cái này tím, cái này đỏ, rất là đẹp luôn. 13 cây. Đó. 14 cây. 14 cây như này là 200k. Đó, nói chung là cũng vất vả lắm mấy bác. Với lại hàng của đơn thì bữa nói chung là cũng khó để kiếm được hàng một đơn. Nói chung là em chỉ kiếm mấy ngày thì em sẽ bán rẻ hơn, còn là lâu lâu khai thác được một tí thì em sẽ bán. Nói chung là đai châu thì héo thì em bán mấy giá rẻ nữa, với lại cũng theo kinh tế của cả nhà của mình nữa. Đó, hình số 5 là 250k. Đó, hình số 5 thì có một cây đây. Cái hình số 5 thì bản lá nó không héo, với lại nó to hơn nhá, cho nên tiền nó sẽ cao hơn. Một cây, hai cây, ba cây, đó. Và bốn cây. Cây thứ 4 thì có hai đòn. Cây thứ 5, đó. Và cây thứ 6, đó. Cây thứ 7, cây thứ 8, cây thứ 9 và cây thứ 10 và cây 11. Nói chung là cây này là mùa này thì giá này rất là hợp lý luôn và bèo luôn. Và cây to này, bác nào quan tâm thì cứ lo trực tiếp cây Tamanep nhá.
Đó, bác nào quan tâm thì tôi alo trực tiếp. Còn là hoặc là nhắn tin Zalo. Nói chung là em này thì giờ thì cũng qua xuân nên bác cũng đi chơi. Đó, em bác nào ưng thì alo trực tiếp cho em để em chia sẻ cho nên bác nhé. Đó, cái này là cây này là không có lên đơn. Và hình đó là hình số, đây là hình số 5 và hình số 6. Hình số 6 là 100k cho quế tím nhá. Có cả đời có nguyên bản luôn nhá. Đây. Một khúc nguyên bản, một cây, hai cây, ba cây. Nhỏ nhưng mà có vỏ này, giả đá cho nụ nhá. Đó, một cái một dề này là có ba đọt. Đó, và dề này nữa, cây này là chưa thay đổi nhưng mà nhỏ nhưng có vỏ nhá, tại vì đã ra đọt đây. 2 đây. Cái này là 3. Đó. 4 5 6 7 8 9 không tính đòn nha, mà em tính cái vỏ thôi nha. 10 11 đấy, nhỏ mà có vỏ nhìn nhỏ xíu nha. Đây, cái vỏ hoa này nha. Đó, đây là vỏ hoa nha. 11 12 đó, 12 13 nguyên bản nha. 13 nguyên bản. Và mình cái này là cũng hai hai đọt luôn, 13 nguyên bản và cái đời đây. Rồi thì 1 2 này. Đó. Đây, nó thôi có vỏ nha, đó cho nụ hoa nha. Ừ. 12. 13 này, 4 5 này. Đấy, vòi đã ra dài này bác đây. Đó. 6 7 này, 8 này, 8. Đó, rồi làm với lại mấy bác nào đã biết hoa hay là chưa biết thì cứ alo em nha. Hoa rất là đẹp luôn. Đó, hoa quế tím rất là đẹp luôn, thật sự luôn. Bác nào đã chơi rồi sẽ biết nha. Hoa quế tím rất là đẹp luôn. Cực kỳ rất là đẹp luôn, bao đẹp 100% nhá. Và hình số 7 là 250k cho quế to và lá gọi là Mitsuri nha. Và lá nó sẽ to và ngắn hơn, nó sẽ rộng hơn và sẽ nhỏ hơn. Còn mấy dòng này nó sẽ này, nhỏ hơn và dài hơn. Đó, còn mấy dòng này nó sẽ ngắn hơn và to hơn. Đây. Đó, nó sẽ ngắn hơn và to hơn nhá. Đó. Đây, nụ đây. Một cây. Cho nên là giá tiền nó khi nào thì cây dòng lá ngắn, lá to nó sẽ nhiều tiền hơn nhá. Cái này thì đây một cây này đây. Đó, cây này thì cũng đang ra hoa luôn. Mà đây, hoa đây. Đó, bản lá đây, rất là đẹp luôn, bao đẹp luôn. Thật sự là tiền nào của nấy mấy bác ạ. À? Hai cây. Đây, thấy chưa? Nó lên rất là đều và bản lá rất là rộng và ngắn. Đó, ba cây. Và cây thứ tư thì có hai cây. Đó, cây này thì cây trong khi cây khác thì cây vòi hoa nó thì bị dập đây. Đó, có hai cây. Đó, cây này thì dòng không phải là mít trụt. Cây này cũng là mít 50-50, vừa rụt vừa dài. Đó nha. Đó, em chia sẻ một tình luôn. Đây. Đó, thấy chưa? Cái dòng mít trụt là nó chỉ lên thế này thôi. Còn dòng mít dài thì nó sẽ như cây này. Đó, nó sẽ thành dài và nó sẽ có ngoắc lên. Còn mấy dòng mít trụ là nó sẽ ngoắc lên thế này và như cây này. Đó, và lá đây. Đó, mấy bác xem nha. Đó, đúng bài luôn. Gọi là vậy là mít trụ nha. Nói chung nó sẽ lên ngoắc ngoắc ngoắc. Cũng đẹp luôn, thân dừa. Đó, đơn số 7. Và đơn số 8. Đơn số 8 thì một cây duy nhất là 250k luôn. Cho đơn này vừa thân dừa vừa rất là nhiều lá đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 lá. Đó, trong khi đó đã ra hoa. Nói chung là cây này thì đang thấy nhú nụ là một vòi hoa. Nhưng mà về chúng ta chăm dưỡng thì ít nhất nó phải ra 2 đến 3 vòi nhá. Còn cây này rất là bao đẹp luôn. Đó. Cho nên là cây này chỉ có giá là 250k là giá quá yêu thương. Tại vì bữa nay thì quế tím nó cũng khan hiếm lắm các bác. Cho nên là không phải là cũng dễ có đâu. Và hình số 9 cũng quế tím đó nha, 100k thôi cho em này. 100k thì đây một cây và có trứng bướm một con. Đó, và em này nữa. Cái này thì không phải là mít xô nha mà là mít thường thôi, cũng đang cho nụ hết nha mấy bác nha. Đây. Đó, hai cây. Và cái này nữa, đó. Còn cái nào xô thì em nói xô nha, còn mít thường thì nói mít thường nha. Đó, mít thường là nó sẽ khác nha. Đó, đều cho nụ hết nha mấy bác nha. Đó, nhìn nó sẽ khác liền luôn. Chung là dòng nào thì em báo dòng đó. Đây. Đó. Cái này 1 2 3 4 5 5 100k cho hình 9. Và hình số 10. Hình số 10 là hoàng nhạn nhá, hoàng nhạn tháng 4 bôn đôn. Và hình này thì 200k cho hoàng nhạn.
đây cái này thì ba cặp lá nó là đẹp luôn, nó rất tuyệt vời luôn, ba cặp lá nó bây giờ nhận thì cũng hiếm rồi, nói chung là giá này quá là tuyệt vời luôn này bác. Cái này cũng ba cặp lá luôn, nó hai cây, và cái này thân dừa nữa, nó ba cây, và cái này nữa 4 cây đó. Và cái này nó 5 cây đó. Cái này thì 4 cặp lá luôn, 3 cặp lá rưỡi chứ, 3 cặp lá rưỡi nha, 4 cây, 4 cây thế này 3, 5, 5 cây chứ, 5 cây là 200k nha. Và hình số 11 là cũng hoa nhạn luôn, 200k. Cây hình này thì hình chip, hình này thì hình chip này. Đây, 1 cây, cái này là lỗi từ rừng nha, không phải lỗi khai thác nha. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, 9 cây, 10 cây, 11 cây. Cái này thì bị dập hết rồi nha, cái 11 là bị dập hết đây đó, cái nào thì em nói cái đó nha, dập hết. Cái này thì một là chết, hai là nó mọc lại nha, chắc chắn luôn. Cái này một là chết, hai là mọc lại nha. Đó, tính 10 cây thôi, cái này không tính nha, tính 10 cây thôi. 11 này, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17 mà chỉ có 200k. Cái đơn số 11 quá là thật sự là quá là bèo luôn bác. Và hình số 12 là 200k luôn, cho hình nhãn số 12 có thân dừa đó. Cái này thì được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 lá nha. Đó, rất là đẹp luôn. Một cây của cây này nữa cũng rất là đẹp luôn. Cái này thì cũng 7 lá luôn nha. Đó, à, đẹp luôn. Một cây, 3 cây, cái này thì được 5 lá này. Cái này rất là ok luôn, nó rất là đẹp luôn. Cái nào đẹp như cái đấy, rất là tuyệt vời luôn. Và cái này nữa, cây 1, 2, 3, 4 cây, cây thứ 4 này. Cái này thì được 3 cặp lá này, rất tuyệt vời luôn. Đó, cái hình 12 là 200k. Và hình 13, hình 13 là 180k thôi. Đó, hình 13 là 180k. Cho đây. Đó, cái này thì được 5 lá, 1 cây. Và cây thứ hai, cây này đây, như thế này đây, và thêm hai cây nhỏ này nữa. Đều thân dừa hết nhá. Đều thân dừa luôn. Đó. Và cây này cũng thân dừa luôn. Đây. Có năm ngoái cũng đang cho hoa rồi, đã cho hoa rồi nhá. Và cây này nữa, rất cây này thì bao ok này, cây này thì to này. Thân sáp to rồi cũng to luôn. Đó. 1 khúc, 2 khúc, 3 khúc, 4 khúc, cái này khúc thứ 5. Đó, cái này thì bị lửa hơ đây. Đó, không sao hết, lá đỏ thì vẫn ok, thì không sao hết nha mình bác nha. Thì có 180k cho hình 13 thôi. Và hình cuối là hình 14. Hình 14 là 300k. Cho một cây thân thủ đây, cho mấy bác xem. Cái rễ là lúc nó mọc ra thì mới được một lá hay lá nhỏ là nó rụng nha. Còn từ lúc phát triển lên, từ riêng năm nay là rất là mạnh luôn. Riêng cây này thì bao lực, bao đẹp. Đó, cây này thì bao lực, bao đẹp. Mấy bác về chăm là thật sự cây này là không có đào đâu ra mà như cây này. Rất là cực kỳ hiếm và khó. Nói chung là tùy từ thiên nhiên thôi. Nhưng mà cây nào mà từ thiên nhiên là như vậy thì tới tay mấy bác thì càng ghê gớm hơn nhá. Được là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lá. 8 lá, cây này rất là tuyệt vời luôn. À, trong số này là chỉ có một cây ở dòng bên kia là có, còn cây lực thì có cây này là chuẩn nhất 100%. Và cây thứ hai đây, cây thứ hai đây cũng 4 cặp lá luôn nha. Đó, thay nó xếp chưa mấy bác, xếp đều chưa? Cái đổ lá đây nó lên đấy, nó cứng luôn, nó bằng phẳng, cứng bằng phẳng, cứng bằng phẳng. Nó không phải là dễ được như cây trọn vẹn trong rừng đâu. Nói chung là về tay về bác thì nó càng cái gớm hơn. Có hình số 14 đó là 300k. Rồi. Thì ta muốn xin chào toàn thể các cô chú bác của mình siêu tầm lan nha, nói chung đam mê lan rừng. Còn cô chú anh chị nào mà ứng dân nào, một là alo số điện thoại trực tiếp cho em là 0387338255 và số điện thoại của vợ em là 0389094091 là đều có Zalo hết nha mấy bác nha. Đó, mà nói chung là mấy bác một là alo trực tiếp, hai là vào Zalo. Đó, nói chung là chỉ vậy thôi. Nói chung là chào toàn thể mấy bác. Nói chung là em xem trong điện thoại á, hình như là em nói là có méo mồm, nhưng mà méo cái mồm, nhưng mà cái mặt em thì không méo. Chào tất cả các bác nha.